Chào các bạn, mình là Thành Long. Sắp tới đây thì Apple có lẽ sẽ chuẩn bị ra mắt một loạt các cái mẫu MacBook mới. Chúng ta sẽ lại tiếp tục chờ đợi những cái sự nâng cấp và thay đổi của dòng máy này. Tuy nhiên thì đấy là chuyện của tương lai. Hiện tại thì cái nhu cầu mua MacBook vẫn còn rất là cao và mình tin chắc rằng sẽ có rất nhiều bạn vẫn còn rất là phân vân khi mà chưa biết là nên mua ngay chiếc MacBook vào thời điểm bây giờ hay là sẽ cố gắng để chờ đợi thêm. Vì trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn ngồi phân tích xem là ai thì nên mua và ai thì nên chờ đợi nhé. Nhắc đến Apple thì nếu bạn muốn mua những sản phẩm MacBook mới, hãy tham khảo ngay ở website của Di Động Việt. Ở đây có rất nhiều các MacBook đa dạng với nhiều mức giá từ thấp đến cao, từ máy mới đến line new. Những chiếc MacBook mới nhất cũng sẽ có hàng từ rất sớm. Đường link dẫn đến website của Di Động Việt mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video cho các bạn tiện truy cập nhé. Đầu tiên thì nếu bạn nào cần một chiếc MacBook để phục vụ cho công việc thì theo mình là nên mua ngay. Vì tính đến thời điểm hiện tại thì chưa có một thông tin chính thức nào của Apple là sẽ ra mắt MacBook vào tháng 11 năm nay. Mọi lời đồn đoán dù có đáng tin cậy đến mấy thì cũng không phải xuất phát từ Apple. Chừng nào điều này còn chưa được xác thực thì chúng ta cũng không thể biết được là chiếc MacBook thế hệ mới khi nào mới được trên tay để sử dụng. Mà công việc thì chả đợi chờ ai cả. Mặt khác, nếu mà chiếc MacBook M1 hiện nay đáp ứng đủ cho nhu cầu làm việc của bạn thì chưa chắc MacBook thế hệ mới đã làm cái công việc của bạn nó trở nên nhanh hơn. Biết đâu trong thời gian chờ đợi thì bạn sẽ bỏ lỡ mất những công việc ở ngay trước mắt và giá trị của nó bằng vài chiếc MacBook thì sao? Còn nếu bạn nào vẫn còn đang lăn tăn về cái việc là MacBook M1 nếu mà mua vào thời điểm này thì sẽ bị hớ hay là bị trượt giá ấy, thì theo mình nghĩ là không. Nếu so với những mẫu laptop khác trên thị trường thì MacBook là một cái sản phẩm khá là giữ giá, nên là mình nghĩ là nếu có thế hệ mới ra mắt thì nó cũng không bị xuống giá quá nhiều. Còn một điều nữa là chúng ta vẫn chưa thể biết được là cái mẫu MacBook thế hệ mới sẽ mạnh hơn bao nhiêu so với cái mẫu MacBook M1 cũ. Nhưng mà chúng ta cũng biết là M1 được xây dựng trên cái tiến trình là 5 nanomet, cũng giống như là A14 và A15 trên iPhone. Mà các bạn cũng có thể thấy được là A14 và A15 trên iPhone có khá là ít sự chênh lệch về mặt hiệu năng. Vậy mà những con chip được trang bị trên những cái mẫu MacBook thế hệ mới này cũng được sản xuất trên tiến trình 5 nanomet tương tự. Thì mình nghĩ khá là khó để có một cái bước nhảy vọt về mặt hiệu năng giống như là M1 đã từng làm. Hiện tại thì MacBook M1 có một cái thiết kế khá là ổn định và thân thiện với người dùng. Có nhiều nguồn tin là MacBook thế hệ mới sẽ có nhiều thay đổi về mặt thiết kế, màn hình hay là cả những cổng kết nối nữa. Và nếu như là bạn đã thích những gì đang có ở trên chiếc MacBook M1 hiện nay thì chưa chắc bạn đã thích những thứ sẽ được trang bị trên MacBook thế hệ mới. Vậy thì việc chờ đợi còn ý nghĩa gì ở đây nữa? Ok, và ngược lại với những cái ý ở trên ấy, thì nếu mà bạn nào mà đang có một cái chiếc laptop đủ để phục vụ cho công việc hiện tại thì mình nghĩ là nên chờ đợi thêm. Tại vì lúc này công việc của bạn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Và thêm nữa là việc mua một chiếc MacBook mới cũng sẽ cần tương đối nhiều tiền. Thế nên là cũng cần phải nghiêm túc suy nghĩ một chút, phải không nào? Bởi vì chắc chắn rằng là bạn sẽ không thích việc mua một chiếc MacBook M1 dùng một thời gian ngắn rồi lại phải nâng cấp một thế hệ mới. Và như ở phần trên mình đã nói thì MacBook thế hệ mới có rất nhiều những cái sự thay đổi, không phải về mặt hiệu năng mà là về mặt ngoại hình, màu sắc này, màn hình này, và thậm chí có cả thêm cổng kết nối mới nữa. Điều đó có thể rất tuyệt vời nếu như các bạn có thể chờ đợi. Và cũng rất có thể là những chiếc MacBook mới sẽ có những cái tính năng mà MacBook M1 không có. Điển hình như trong cái sự kiện WWDC của Apple thì cũng có công bố cái hệ điều hành macOS Monterey đi kèm với những cái tính năng rất là thú vị, giúp cho các bạn làm việc với nhiều thiết bị macOS tiện lợi và hữu dụng hơn. Và có một cái lý do rất quan trọng mà mình nghĩ là các bạn nên chờ đợi, đấy là MacBook thế hệ mới rất có thể sẽ có một phiên bản 16 inch. Không chỉ đem lại một cái kích thước màn hình lớn mà MacBook 16 inch còn có một cái thân máy to, nên là có thể cho những cái viên pin có dung lượng cao hay là cái hệ thống tản nhiệt cũng sẽ tốt hơn. Vì thế nên nếu bạn là người làm việc chuyên nghiệp, cần một cái mẫu laptop có kích thước màn hình lớn, trải nghiệm sử dụng cao cấp, tốc độ xử lý nhanh hơn, thời lượng pin dài hơn, thì nên đợi cái mẫu MacBook 16 inch thế hệ mới. Ok, và đó là tất cả những cái phân tích của mình về cái chuyện là nên mua hay là nên chờ đợi cái thế hệ MacBook tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe để có thể theo dõi những video tiếp theo của mình trên kênh. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.